Hello xin chào anh em, chào mừng tất cả đã quay trở lại. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bộ anime hay miễn chê mang tên Ái Mộng Quỷ Vương. Không lòng vòng, anh em mình vào việc luôn nhé. Cảnh đầu tiên của bộ phim đã mở màn xám xịt, có một người phụ nữ quyết định bỏ rơi đứa bé mới lọt lòng trước cửa nhà thờ. Cầu xin Chúa che chở, đến đứa con nhỏ sớm nhận ra năng lực sức mạnh trong mình. Đứa trẻ bị bỏ rơi có tên là Sai Akuto, nam chính của bộ phim. Chuyển cảnh Akuto giờ đã là một cậu thanh niên phỏng phao. Lúc sau, lại gặp một bà lão làm rơi đồ, nhặt giúp bà ta là tốt rồi. Đằng này lại còn muốn tốt cho chót, nam chính nằng nặc đòi vác hộ bà ta đổ. Cảnh này lọt vào mắt của cô bạn kia, lại biến thành bà lão đang bị cướp giật. Sau khi hiểu ra vấn đề, cô gái tóc tém năm nhất của học viện pháp thuật tên là Hattori Junko. Thái độ kiểu bố mày xin lỗi được chưa? Với nam chính, lên tàu, hai người tâm sự tuổi hồng, Akuto nói về ước mơ có thể thay đổi thế giới. Ban đầu, Junko tỏ ra rất bất ngờ, nhưng với lời lẽ cứng rắn đanh thép của người trước mặt, cô gái bắt đầu có sự tin tưởng, bày tỏ sẵn lòng giúp đỡ ý niệm cao cả đó. Akuto muốn bắt tay đồng tâm hiệp lực, mà Junko, thuộc gia tộc Suhara, rút kiếm, cùng cắm lưỡi kiếm vào bao, đây mới là phong tục kết giao giữa bằng hữu của cô. Chẳng mấy chốc, mà cả hai đến học viện pháp thuật bất biến, vì học khác lớp nên cả hai nhanh chóng tạm biệt và hẹn gặp lại. Nam chính được cô y sĩ cũng là người hướng dẫn ở đây Tori Misuko dẫn đi giới thiệu và được Data gasu một tinh linh nhân tạo trong chẳng khác gì con quạ kiểm tra sức khỏe cho. đã thế, nó còn khuyến mãi cho mỗi người xem bói một phút. Ai xem xong cũng hớn hở ra mặt, nhưng đến lượt Nam chính thì mọi người lại phải đen mặt. Aku tố nghề nghiệp tương lai Đại Ma Vương, thế có chết sở không cơ chứ? Người khác khao bảo vệ thế giới, giờ lại là cái tên dành cho kẻ hủy diệt khủng khiếp nhất loài người, sốc đến tận óc. Nhưng được rồi đi thôi, đồng chí giáo viên báo cáo với hiệu trưởng về trường hợp này, đồng thời cảnh báo trước với Akuto rằng, từ giờ, cuộc sống của cậu tại học viện dự báo sẽ nhiều trông gai vì sự đặc biệt này. Chuẩn không cần chỉnh luôn, vừa vào lớp, Akuto đã bị cả lớp đả kích, ai nấy cũng nhìn cậu như nhìn thấy mà. Thấy vậy, chàng ta đứng lên trước lớp, dành lời cô giáo tự thuyết về bản thân. Về sau quái đản, Akuto còn được một cậu bạn trong lớp bầu là lớp trưởng. Thấy cô bạn mới kết nghĩa lúc sáng, Junko cô tức run bẩn bật. Aku tố đâm ra rén, từ chối nhận chức và đòi làm lớp phó vệ sinh. Thanh niên đâu thể ngờ rằng lớp phó vệ sinh lại chỉ dành cho những tên đầu bò đầu hưu ở trường. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ lời hứa trên tàu tốc hành. Nghe đến đây, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Chí tưởng tượng đưa mọi người trong lớp đến cái cảnh khiến người ta đỏ mặt, quyết đấu một trận cho ra nhẽ. Cô giáo ra luật, ai thắng sẽ được làm lớp trưởng, cho nên đương nhiên, Junko tranh đấu hết mình vì chức vụ để không bị rơi vào tay đại ma vương ngu xuẩn kia. Che Suto, đòn đánh đầu tiên của con cháu dòng tộc Suhara, nhưng cũng chỉ làm nam chính lão đạt chút. Ngay sau đó, một cảnh romantic xuất hiện, anh vòng tay qua ôm em từ phía sau. Dỗ dành thỏ thẻ, sắp dỗ được con thỏ ngoan ngoãn. Junko thạnh quá hóa giận vùng vẫy, giáng một đòn thật mạnh xuống người của Akuto. Anh đưa tay lên chống đỡ, thì muốn luồng sức mạnh khủng khiếp dội đến. Cô giáo sợ xanh mặt, khi chỉ kịp hô mọi người nằm xuống tránh bị thương. Nhưng sau cùng, một cảnh tang hoang, cả lớp học như một bãi chiến trường, mà đến Nam Chính cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Về đến ký túc xá, cậu thanh niên lắm mồm Hiroshi lại đến đòi nhận Akuto làm đại ca, vì quá ngưỡng mộ tài năng của anh. Có đồ tệ, Akuto muốn đến ký túc xá nữ, có ai nghĩ như cái thằng Hiroshi này không nữa. Junko đang ngồi trong phòng, trên người vẫn còn nhiều vết thương và suy nghĩ về những lời mật ngọt mà Akuto nói. Thanh niên kia đến cũng thật đúng lúc, leo tường vào bị con gái nhà người ta đạp trong một cú ngã sấp mặt xuống đất, rồi bị rượt đuổi trong ánh nhìn kỳ thị của hai tòa ký túc xá nữ, đang bị đuổi đánh như thằng trộm chó. Akuto gặp phải một cô gái khác, cô này có nhận anh là hoàng tử của đời mình rồi, đòi lấy thân bảo vệ. Junko tức xì khói đầu, thằng này quá biến thái, liền phân thân đánh từ hai phía cho máu. Kết quả sức mạnh cho người của Akuto lần nữa bộc phát, hại Junko thê thảm nằm bẹp dưới đất. nối tiếp đó là sự xuất hiện của một nhân vật khác, tự xưng là người giám sát, rồng Hóa ra cô rồng lại là một người máy hết sức tinh xảo. Không nói không rằng, rút súng chĩa thẳng vào người của Junco ngắm bắn. Bùng một phát tỉnh lại ngay, Junco xấu hổ quay người chạy đi. Cô rồng được lệnh của thần Mark, bắt đầu hỏi cung nam chính. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ba cô bé tóc đỏ bên cạnh bỗng dưng biến thành con chim, để lại bộ y phục nằm im dưới đất. Cũng nhờ ngắm đồ của các cô bạn, mà biết được tên cô là Soga Kena, đến phòng hiệu trưởng. Người giám sát khai báo rằng, nam chính không hề có ý định hãm hại mọi người. Tuy nhiên, hiệu trưởng không phải là người mất bò mới lo làm chuồng. Ông vẫn yêu cầu chính phủ cử người giám sát đến tên đại ma vương tương lai này. Vừa ra khỏi phòng, cô giáo chủ nhiệm đã quan tâm tới hỏi han tình hình. Tại đây, Akuto nói rằng, khi dùng tay cuộc chống đỡ bằng tấn công, anh ta cảm thấy có một lượng sức mạnh bùng cháy ở tay. Cô giáo cho rằng, về cơ bản là khả năng của nam chính là rất cao, nhưng cậu chưa biết cách kiểm soát nó. Cô đưa cho anh cuốn sổ tay, học sinh có quyển sổ này, Akuto có thể liên lạc với bất kỳ ai bằng cách nghĩ về họ. Đây là cảm hứng từ xa. Trở về sau một ngày mệt mỏi, Akuto cũng không được yên vì có người giám sát kè kè bên cạnh. Anh bảo cô cứ ngủ đi. Thế là cô cũng cởi đồ nằm bên cạnh ngủ nuôi luôn. Người đâu mà vô tư thế không biết. Cuối cùng, cô gái tóc xanh chui vào trong tủ quần áo ngủ nhưng vẫn không quên chơi đùa tên con trai nằm trên giường kia. Sáng hôm sau, đang dạo bước đến trường, thì bỗng nhiên, một bóng hình yêu kiều lộng lẫy, khi xuất hiện trước mặt là cô gái tóc dài màu tím, là người đứng đầu ký túc xá nữ, tên là Eto Fujiko đến làm quen. Phen này nam sinh cũng khiến bao anh em phải ghen tị vì được đích thân nàng thơ của học viện chủ động bắt chuyện. Suốt buổi học ngày hôm đó, Akuto phải hứng chịu sự soi mói, bàn tán của cả lớp. Chờ mãi mới tới giờ giải lao, lấy lý do đi vệ sinh để trốn mà vẫn không thể thoát được sự kiểm soát của người giám sát. Tưởng thế nào, hóa ra anh thanh niên trốn vào nhà vệ sinh chỉ để gọi điện cho em gái tóc tím hồi sáng tố muốn nhờ cô bạn để làm lành với Junko. Cả hai người hẹn hò nhau riêng tư ở sau núi. Eto còn bày cho anh một cách cắt đuôi người giám sát. Nói với mọi người chuyện mình muốn đến núi sau, nhưng lại bị ngăn cản. tố vẫn nhất quyết muốn đến nó, để có chút riêng tư, thoát khỏi ánh mắt soi mói của mọi người. Người giám sát đi cùng thế mà lại là em gái phang cho cậu một câu. Đây là lần đầu tiên của em, anh nhẹ nhàng nhé, thế có chết không? Bước vào điểm hẹn, mặc cho biển báo cáo quái vật, cô rông thì mải tìm đường. Lúc này, cô Rông phát hiện có sinh vật đang đến không phải là con người. Một con chó đã bị biến đổi do lượng mana mà nó hấp thụ vào cơ thể. Cô Rông rút súng muốn tiêu diệt con quái vật, nhưng đáng tiếc, phát đạn của cô chỉ coi như gãi ngứa. Akuto, anh hùng lao lên rằng xé, cô gái đi cùng một lần nữa rơi xuống lên chống trả. Lúc này, nguồn năng lượng từ tay nam chính lại xuất hiện, xử đẹp con chó, cao thủ công bằng tranh thủ. Akuto nhân lúc cô cúi xuống, với tay kéo cái đuôi, làm vô hiệu hóa người giám sát lúc này Eto cũng đến nam chính cảm ơn người đẹp vì sự giúp đỡ nhiệt tình còn người đẹp lại nhét vào tay anh hai viên thuốc thần mà chỉ cần uống thuốc là có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau combo gồm một cây súng chỉ cần lắp vào bắn xong việc akuto mới rút dây cót để cô hoạt động trở lại bọn họ tìm thấy túi của soga rồi chẳng hiểu thế nào soga lại nằm trồng hỗng trên người của nam chính với tình trạng trần như nhộng cảnh này lọt vào mắt của cô và cô nàng buông lời cảnh cáo. Cũng may Soga nhân từ đỡ lời và rồi họ trở thành bạn. Bên này, Junko nhận được cuộc gọi của Eto. Gái sinh tóc tím không đơn giản như ta nghĩ, cô ta thêm mắm thêm muối, nói mình bị uy hiếp để buộc Junko phải đi gặp Akuto. Quay về miền quá khứ, Eto cùng với một quá khứ đầy ám ảnh về người anh trai đã mất đi vì quá yếu đuối. Điều này khiến cô ta trở thành ác quỷ, được che đậy bởi vẻ ngoài thánh thiện. Eto thậm chí còn dùng pháp thuật để giữ cái đầu của anh trai mình trong lồng kính Và vẫn còn sự sống và nói chuyện được với nhau Cô ta cho rằng Akuto chắc chắn sẽ là kẻ phá hủy thế giới trong tương lai Lúc tắm tiên cùng đồ tệ Akuto được biết về một tổ chức ngầm khác trong trường Hội này lưu manh giả danh trí thức Là những kẻ mê tín Nhằm sử dụng vào mục đích xấu Cũng chính vì thế Junko với niềm tin mãnh liệt vào công lý Đã được phong làm đại thống lĩnh Ngăn chặn những kẻ xấu Tắm cũng bị cô rông đòi vào kiểm hàng để viết báo cáo Akuto lúc sau nhận được điện thoại của Eto, thông báo địa điểm cuộc gặp mặt riêng với Junko. Nam chính của chúng ta muốn tham gia vào đội kỷ luật, tuy nhiên muốn vào thì phải test, tan học, muốn đánh lẻ thì phải cắt đuôi. Akuto định luồn tay rút dây, thì Soga đi đến làm chuyện nữa hay, đã thế của em lại còn dọa. Nếu không cho để nhờ cái nồi cơm điện, thì sẽ bóc phút thanh niên bóp mông bạn gái. Đến giờ hẹn, nam chính đành phải đuổi khéo Soga, miễn cưỡng giảm sỡ cặp đào của cô để vô hiệu hóa vừa bước chân vào địa điểm đã bị thằng Sugon cho một gậy, chó đi theo đàn quả không sai mà. Đáng tiếc, nam chính của chúng ta cũng không phải dạng vừa, chỉ cần tập trung năng lượng vào một điểm duy nhất, một phát xử đẹp mấy thằng nhãi, nhung hành kế bẩn đến thế là cùng. Bọn này dùng Hiroshi để uy hiếp, và bài học là đừng bao giờ coi thường người khác, dễ như trở bàn tay, Akuto tiêu diệt cả đám cách nhàn hạ ung dung. Cảnh này lại bị Junko bắt gặp tận mắt, nghi ngờ về âm mưu của đại ma vương tương lai, lại càng chắc chắn, đã đến mức này. Akuto đánh rút vũ khí Etu đưa trước đó để bắn vào người, nhưng quái lạ nó lại không hoạt động. Junko bỏ đi với sự khinh miệt và thề sẽ cùng toàn trường tiêu diệt thằng chó chết này. Etu xem phim hay quá, khao khát mãnh liệt trào dâng nên phải tự mình làm vui. Bên này, Akuto hết sức ái náy vì những chuyện đã xảy ra. Bây giờ anh ta là kẻ bị tẩy chay ở trường, là kẻ thù trong mắt mọi người. Ngày hôm sau, Junko nói là làm, kêu mọi người toàn trường út sọt, diệt trừ tên đại ma vương, Quân số áp đảo, chạy đâu cho thoát. Akuto đường cùng lối kiệt, đối diện với lưỡi kiếm của cô, may mắn lúc nguy hiểm có Soga đến, dùng lời ngon tiếng ngọt, nói ra tiếng lòng thầm kín của Junko. Cục diện xoay chuyển 180 độ, Junko tử thủ thành một phe, cùng Akuto đối diện với sự tức giận phẫn nộ của sinh viên toàn trường. cô Korong trong cánh gà bán ra một quả bom cơm rơi xuống như tuyết. Hóa ra Korong vẫn luôn làm đúng vai trò giám sát. Dù bị vô hiệu hóa, cô vẫn biết về loại thuốc mà Eto đưa cho Akuto. Qua phân tích cho thấy, đây là ma thuật đen, thế là gây ông đập lưng ông. Quả là một đêm không thể nào quên với em gái xinh đẹp Eto. Cô giáo phân đội hai người một cặp để luyện tập ma thuật. Đang đứng hỏi chuyện sư đệ Hiroshi thì Junko xuất hiện. Akuto mừng quá, cứ ngỡ cô bạn đã chịu tha thứ cho mình, bèn nắm lấy tay âu yếm. Hóa ra Junko được phân công đến để hướng dẫn người mới. Mục đích của bài luyện tập là giúp kiểm soát nguồn năng lượng phát ra thật chuẩn xác, đã bảo là nhẹ thôi mà cứ mạnh bạo hoài làm con gái nhà người ta ngất xỉu, phải đưa đến phòng y tế, cũng may chỉ xây sát nhẹ nhàng. Nghe theo lời cô giáo, nam chính mang theo nước và tôi chống thấm. Dù không hiểu để làm gì, nhưng vẫn cầm đi. Cô Long cảnh báo trước rằng cô vẫn theo sát mọi nhất cử nhất động, kể cả không ở gần nhau, cho nên A Cô Tố đừng hòng tưởng bở, thoát khỏi lưới trời. Bên này, E đang thôn tính một âm mưu mới, lợi dụng việc A Tố bước vào chỗ huấn luyện, sẽ bị nhốt 12 tiếng để làm chuyện xấu. Có vẻ như mối hận thù năm xưa, người anh trai yêu quý phải mất mạng vì biết bí mật của học viện đã khiến cô gái này lu mờ ý chí. Phía Akuto, anh đã vào đến chỗ cần phải vào. Cậu thanh niên cũng đen mặt vì cô rông cũng đi theo vào trong rồi đóng cửa. Cô nam quả nữ ngồi với nhau trong phòng kín. Bản lĩnh kiên trì của đàn ông thể hiện ở đây chứ đâu. Thấy món đồ lơ lửng trên không trung, Akuto đưa tay ra, thì thế quái nào, nắm trúng quả núi của Soga. Hóa ra cô này dùng thuật tàng hình để mang đồ ăn cho Akuto, nhưng vì cái cửa tự đóng, nên bị nhốt vào cùng một chỗ. Etu đầy nham hiểm, bắt đầu lên những viên đạn ảo giác vào nòng súng, nhắm bắn vào bên trong. Và rồi cô ta định sẽ xuất hiện đúng lúc hoảng loạn nhất. Akuto sẽ phải như con chó chung thành thục lệnh cô ta. Phía bên trong, một trai một gái còn có việc để làm, chứ hai gái một trai thì có tốt mái hại trống. Akuto ngán ngẩm tựa lưng nghỉ ngơi thì phát hiện, tấm bản đồ trường học, báo vật sẽ tự xuất hiện khi thu thập đủ ba chìa khóa. Nghe đến đây, Soga mừng như đi chảy hội, vì sắp được đi tìm kho báu nhưng trong truyền thuyết, Akuto vừa mới quay người đi để tịnh tâm, thì Soga lại đòi đi vệ sinh. Đã hiểu ý đồ cô giáo dặn phải mang túi chống thấm đi. Thế nhưng đứa con gái nào lại chịu đi vệ sinh trước mặt bạn trai cơ chứ? Lúc này bên ngoài, Etu định bóp có súng, thì thấy có tín hiệu kêu cứu. Đang định xuất hiện như thiên sứ, mà lại bị Soga đá văng đi. Nhặt tấm bản đồ bên dưới lên xem, phát hiện điều gì đó. Etu quyết định mà cướp luôn. Ở một diễn biến khác, Junko lăn lộn trên giường thì nhận được tin nhắn mật mã, hẹn đến chỗ gặp. Eto mang bản đồ về hỏi anh trai Cương Thi cũng không có thông tin gì khả thi. Bốn người càng tiến sâu vào, càng cảm thấy kỳ quái. Đầu tiên bọn họ phải tìm được bia mộ của người tên là Yamato như chỉ dẫn trên bản đồ. Đang đùa thì Teruya sợ xanh mặt vì đột nhiên Akuto rút súng chĩa vào mình. Một nguy hiểm lớn sắp đến có thể đe dọa đến tính mạng của họ ở một diễn biến khác. Junko vì tò mò trèo đến phòng của Akuto giữa đêm khuya. Kết quả chỉ có mỗi Soga đang ngủ chảy rãi ở đấy. Lúc biết có cả Teria đi cùng, mặt Junko biến sắc bỏ đi ngay. Bên này, Teria dũng cảm lao và chiến đấu với con quái thú. Chưa thấy mặt nhưng sức lực không ngang hàng, cô nàng nhanh chóng bị đổ gục. Akuto thấy vậy rút luôn quả súng ống ra bắn. Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là đàn rơi bay loạn xạ. Sau đó cả hộ nhanh chóng tìm được bia mộ cần tìm. Mò mãi, mà lại thấy mỗi một con đồ chơi. Con số phát ra âm thanh chỉ dẫn về việc chiếc tủ trong phòng nghiên cứu chiến binh. E tu như phù thủy, có tấm gương quan sát nhất cử nhất động, nhờ anh trai cô biết được con dấu trong tay của Akuto chính là thứ để gửi tin nhắn cho nhau ngày trước. Cùng với đó, Junko cũng mất mướt mải, băng qua lối tắt để đến chỗ của nam chính nhanh nhất có thể. Nhưng đường tắt bao giờ cũng nhiều cạm bẫy, Junko sập xuống một cái hố. Bên này, bốn người họ tiến vào phòng nghiên cứu phát triển chiến binh. Mới đến, Hiroshi đã thấy một bộ giáp cử động Ban đầu không tin Nhưng sau Akuto phải rút súng ra Bắn bộ giáp di động Đáng tiếc càng vào sâu Đối thủ càng mạnh Súng lẫn đao kiếm đều không ăn thua Cuối cùng Akuto sử dụng bàn tay ma thuật đầy sức mạnh của mình Mới có thể làm tên kia bỏ đi Bọn họ tìm thấy máy di động Trong đây chỉ dẫn đến điện thờ trong hang thạch nhũ Ở đâu khó Ở đó có Corong Như hai đôi đũa dò tìm nguồn nước để đến hang động thạch vũ Đúng như trong truyền thuyết đến suối nước nóng được mệnh danh chỉ dành cho ma quỷ. Nhiệt độ lý tưởng, Nam Chính Sung Phong đi qua bờ suối bên kia, bằng cách lặn qua các khối đá. Lúc này, Sua và Etu cũng đến, bật lại công tác nguồn ở Mông Cô rồng. Cả đám bắt đầu nhìn vào ba thứ vừa có được. Etu cầm món đồ teria vừa để lại, tay máy nhấn nút, thế là vòng tròn ma thuật dịch chuyển hiện ra, cả đám đến một nơi khác. Trước mặt họ, chủ tịch hội học sinh xuất hiện. Hóa ra đây chỉ là một trò chơi do tất cả thành viên của hội bày ra. Etu đột nhiên chạy đi trong sự hoảng loạn của mọi người. Akuto bị hội trưởng ngăn lại vì đây không phải là nơi bình thường, là tầng sâu nhất, từng là căn cứ của Đại Ma Vương. Etu đang đối mặt với tử thần vì chỉ cần nhấn phong ấn, tính mạng của cô ta sẽ đi đong Có vẻ như ký ức lưu giữ bên trong con rồng đã truyền tới não của Etu bằng chất xúc tác nào đó khiến nó nổi giận. Một màn long trời lở đất xảy ra. Kết cục Akuto thắng. Con rồng khổng lồ nhận ra cậu lại chủ nhân tiếp theo. Sáng hôm sau em gái Hiroshi, Yukiko đích thân đến tìm gặp tân đại ma vương muốn hỏi chuyện. Tuy nhiên, Akuto lại ngây ngô nói, mình không phải ma vương. Điều này đã làm suy nghĩ non nớt của Yukiko suy sụp, bởi trong tiềm thức của cô bé, anh trai Hiroshi sẽ làm anh hùng giải cứu thị trấn này. Hiroshi và Soga đi tìm em gái Yukiko. Đứng trước hồ nước trong truyền thuyết, Hiroshi kể cho Soga nghe chuyện, ông nội của mình đã xây nên điện đài trong hồ nước và thanh kiếm nhỏ cắm sâu vào trong điện đá, chính là tín vật của anh hùng hai người bỗng nghe được tiếng vọng lại một ông già đứng bên bờ suối hò hét triệu hồi yêu quái nhưng thứ trồi lên mặt nước chỉ là một hải sâm kích thước lớn em gái yukiko bị ông già biến thái bắt và sàm sỡ gượng dậy đầu tiếp mà chưa kịp đứng vững lại bị hất ra xa tên biến thái quay người đi tìm ma vương ném cả yukiko và soga trần chuồng xuống trước mặt của akuto và khiêu khích đã xử đẹp cả hiroshi nam chính giận sôi máu lao vào cho thằng già này hai cú giật phăng dây xích cứu được soga và yukiko Sức mạnh đã được cường hóa bởi năng lượng. Tiếng gầm rú của tên chuyên gia phản phép thuật làm Akuto không thể tấn công, chỉ có thể yên lặng chịu trận. Thấy tình hình không ổn, Junko rút kiếm định solo với thằng cha già này, nhưng Akuto vẫn cố gượng dậy, dùng sức lực của mình. Nam chính vẫn cố gắng tự thôi miên bản thân, gắng gượng bảo vệ mọi người. Bên này, Hiroshi thông suốt, đến giúp cây kiếm của ông nội để lại năm xưa dưới điện đá. Một màn siêu nhân điện quang biến hình. Hiroshi khoác lên người bộ đồ anh hùng như trong phim siêu nhân biến hình, sẵn sàng lên đường chiến đấu. Bên này, Akuto cũng tìm được cách triệu hồi sức mạnh. Tiếng thép căn bản là xuất phát từ tâm hồn, vì vậy tâm hồn ai hét lớn hơn thì người đó có quyền dùng sức mạnh. Bị văng xa 2 mét, nhưng cha già này vẫn to mồm, dọa gây ra chiến tranh và dùng các cô gái kia làm vật hy sinh đầu tiên. Hot thì hay lắm, nhưng chưa kịp ra tay, đã bị cô dùng áo choàng niệm chú của đường tăng cho im bặt vẫn còn con thủy quái hải sâm kia đang làm loạn, nhưng con này đã có siêu nhân Hiroshi xử lý. Vì an toàn của cha mẹ và những người xung quanh, Hiroshi quyết định chọn thứ vũ khí là vòi rồng lật mã thay vì dùng bom. Chưa thấy siêu nhân nào thua quái vật. Một phát, Hiroshi xử đẹp hai con hải sâm kia. Đích ngắm tiếp theo là tiêu diệt thắng biến thái nằm liệt trên đất kia. Tuy nhiên, nắm đấm ấy lại bị Akuto ngăn lại vì cậu không muốn nhìn thấy ai phải chết. Lúc sau, Hiroshi quay lại, nhưng anh vẫn giấu chuyện mình chính là siêu nhân can đảm đó, chỉ nở nụ cười cảm ơn Akuto. Junko bị cha mẹ dục chuyện lấy chồng. Cha cô ấn định ngày ra mắt và rắc rối của cô bây giờ là làm sao để dẫn Akuto tham dự và làm nhân vật chính. Nhờ cô Rong mà có thêm vũ khí đến gặp và mở lời. Thế mà Akuto lại làm giá, bay đặt lưỡng lự. Ở một diễn biến khác, Giám đốc Cục Tình báo Pháp luật Đích Thân đến nói chuyện với người lớn tuổi nhất ở học viện. Tuy nhiên, động cơ của hắn không đơn giản chỉ là cảnh báo mọi người về an ninh học viện. Đôi mắt đá xéo cố tình nói ám chỉ rằng nguyên nhân khiến quái vật trỗi dậy là do Akuto. Mặt khác, Akuto tại biệt Suga lên tàu khởi hành đến tham gia cuộc gặp gỡ với gia đình Junko cùng với Hiroshi và Koron. Đặt chân đến Ianosako, Hiroshi đáng thương đã bị em gái Yuko của Junko đùa quá trớn. Chị em lâu ngày gặp lại, chưa thấy tay bắt mặt mừng, chỉ thấy tay tát vỡ mặt. Trên đường đi bộ về nhà, Yuko thì thầm với Hiroshi về cảm nhận mùi ác quỷ từ anh về tương lai. Vào đến nhà, như hai người đàn ông với nhau. Cha Junko hỏi Akuto và được cậu dõng dạc trả lời về việc con gái của ông, cười khoái chí. Tuy nhiên chỉ giây sau, cha Junko đổi sắc mặt khi nhắc đến chuyện hai đứa nếu đến với nhau sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc Hattori. Nhận về câu trả lời để quả quyết của thanh niên, cha của Junko vui mừng quá, mở cả tiệc tối mời uống rượu mọi người tố đề nghị cô Rong giúp mình dịch chuyển trở về học hiện. Nhưng thật đáng tiếc, dù có là gì thì cô cũng là người của mát, dù thế nào thì thánh vẫn là tối thượng, rút súng ngăn cản tố. Thế nhưng có vẻ thời gian gần đây, nam chính đã khiến cô em phải lòng anh, tự nguyện cầm tay anh, rút đuổi vô hiệu hóa bản thân. Bên này, Junko cũng bị tà khí còn tồn lại trong cơ thể trỗi dậy. tố đặt tay lên thân cây, dùng ma thuật dịch chuyển bản thân. Phía Soga đang gặp nguy hiểm khi bị quỷ nhãn và hóc xà chuẩn bị xẻ thịt. Đúng lúc, nguy cấp anh trai ban sáng lãnh đạo cục tình báo pháp thuật xuất hiện chém đứt mấy con yêu quái thành từng mảnh bằng cú cắt hoàn hảo của hốt sần và tự nhận rằng chính mình là người đã tặng soga cái cặp tóc hình con chim này akuto cũng có mặt vào lúc này được biết soga là một bản thể đồng nhất và có khả năng tàng hình của cô có thể thao túng tất cả các vị thánh ý chí của các vị thánh đang bị lan truyền không thể kiểm soát chính vì thế họ cần một bản thể hai người đàn ông đấu đá vì một người con gái một típ cũ mà không lỗi mốt tên tóc vàng cho Akuto một nhát đứt lìa cánh tay, nhưng rất nhanh sau đó, một cánh tay khác mọc lại. Đối phương định chém nhát thứ hai, thì giữ người lại, Soga lấy thân của mình che chắn cho Akuto. Đúng lúc này, Eto xuất hiện cùng dàn quái vật đã được thần hoài sẵn, sẵn sàng chiến đấu và phục tùng Akuto. Kết cục của trận chiến này sẽ như thế nào? Teria vô cùng tức giận khi nhìn thấy cha của mình trở về trong trạng thái bị thương nặng. Hỏi ra mới biết là tên Yamato là thủ phạm, hắn ta đã phản bội thành sư Hara, dây trước còn lo lắng như một người con hiếu thảo dây sau đã trực tiếp rút kiếm hạ luôn tính mạng cha đẻ của mình em số 2 không ai là số một luôn teria còn cảm ơn yamato vì đã giúp cô nhanh chóng trở thành pháp sư tối cao của thánh lúc này tình báo xuất hiện c 2 với em gái xinh đẹp bên này cha đang trao trao junko báu vật gia tộc bảo kiếm sohara tuy nhiên vấn đề là chưa có ai biết cách để mở rút được nó ra bà nội bước vào hiền hòa vỗ về nỗi lo lắng trong lòng của junko Bà tin rằng bảo kiếm chỉ rút ra được khi có nguyện ước của nó chung với nguyện ước của cô cháu gái. Ở một diễn biến khác, Mamato đối đầu với Akuto. Một nhát kiếm của hắn đã là nam chính bổ ngửa. Khả năng phục hồi tạm thời để vô hiệu hóa, không còn khả năng chiến thắng, chạy là thượng sách. Eto huyết sáo, đàn quái vật chạy đến đến chỗ vũ khí bí mật, Yamato lướt ván đuổi theo mới kinh chứ. Đến cửa hang, hiệu trưởng làm lá chắn cho đội của Akuto đi trước còn mình ở lại tính sổ với Yamato chuyện từ 100 năm về trước. Bên trong, bọn họ gặp lại hội trưởng. Cô ta đe dọa, chỉ cần nam chính âm mưu phá hủy sự gọn vẹn của hệ thống, thì cô ta sẽ không để anh ta được tọa nguyện. Bên Akuto sau khi gặp được ptech hậu sen, con rồng này mong chủ nhân của mình hãy giải phóng năng lượng, cùng nhau xé toang bầu trời, nghiền nát kẻ thù. Leo lên lưng rồng và hùng dũng sông pha, cả đất trời trao đảo một phen khi rồng ptech hậu sen bay lên bầu trời. Junko cũng đành phải sông trận, vì chưa rút được kiếm, cho nên cô đành dùng dao. Thế mà chỉ cần đến gần Akuto, dao đã bị nung chảy. Thấy sự thờ ơ lạnh lùng của Akuto trước mặt, Junko đâm ra tủi thân. Có lẽ, cô chẳng có chút nghĩa lý nào với người con trai này. Nhưng bất ngờ, Akuto bế bổng Junko, "Xin lỗi vì sự vô tâm bấy lâu nay, cùng lời hứa sẽ chăm sóc, bù đắp những thiếu sót của mình sau này, rồi để cô bạn rơi tự do luôn." Siêu nhân điện quang Hiroshi cũng xông đến, dành cho rồng bay một cú chém dài dưới bụng phía hiệu trưởng học viện đang đối đầu với Yamato cũng gay gần không kém. Hóa ra hai người đã từng là tình đồng chí, thời gian lại làm rõ tất cả. Hiệu trưởng phát hiện ra âm mưu thực sự của Yamato, muốn vị thế ma vương, thôn tình thế giới. Hiệu trưởng đã có tuổi, việc đấu đá với tên thanh niên này là khó khăn. Hiroshi có mặt, nhưng khi đọc mật mã khởi động hệ siêu nhân lại không được. Cũng phải thôi, đây là thứ do Yamato tạo ra. Bất ngờ, Hiroshi lại ngỏ ý muốn cùng phe phản diện. Bên này Eto gặp bất chấp, vì người cao su đã đến mà những đòn đánh của cô nàng lại chỉ như gãi ngứa đội terrier tổng tiến công nhưng lại bị hội trưởng Jigi ngăn lại tại đây hội trưởng vạch trần terrier chính là hung thủ ám sát chính bố đẻ của mình là người đứng đầu gia tộc thẹn quá terrier ra lệnh cho toàn bộ bắt sống con mẹ lắm mồm này lúc này kana chú chó của người đồng đội của Jigi có mặt viện trợ tuyệt chiêu khối cầu thép xuất thủ làm tanh bành khói lửa một phen ở đằng này Yamato đến được chỗ của Soga, anh cần cô và cũng mong cô thông cảm cho mình. Soga đã nói anh là đồ giả dối, thời gian trôi trái tim cũng thay đổi. Yamato vẫn cương quyết hành động vì nhân loại, nhảy ra đằng sau điểm huyệt làm Soga ngất đi. Khuyên Eto một câu chân thành, bỏ đi mà làm người, rồi biến mất. Bên này, Etu và hội phó chạy trốn người cao su đến phòng thí nghiệm. Súng Nito bắn phát đông đá luôn, việc còn lại dành cho phó chủ tịch. Thằng người cao su này cũng dai thật chứ, mất nửa người rồi vẫn còn mông chạy được. Teria sững sờ khi Yuko trong tay của mình lại được dây giải cứu. Hóa ra anh thông đồng với Yamato chỉ để cứu cô ấy. Akuto phát ra ánh sáng oai hùng trở về. Nghe chuyện Suga bị Yamato đưa đi, Akuto quyết định lâm trận. Etu đòi đi cùng, nhưng Akuto không đồng ý. Không những thế, anh còn lạ lùng phân biệt đối xử. Làm Etu gục xuống. Phía đằng này, Junko đang định xử lý con mẹ bất nhân Teria, nhưng lại bị thuộc hạ ngăn lại. Vì nếu để cơn giận lấn át, sẽ có nhiều hối hận về sau này. Nhớ lại lời bà nội dặn, chỉ cần làm điều mình cho là đúng. Junko từ bỏ danh dự gia tộc và lý tưởng, phản bội vì tình yêu, lấy bảo kiếm Sohara đã được rút ra. Toàn dòng tộc của Hattori chấp nhận, vị tiểu thư này làm việc đúng đắn, đứng về phía ma vương. Junko dùng sức mạnh của tình yêu, một nhát tiêu diệt cả dòng họ Teria. Nhai kiếm thứ hai, nhắm thẳng trên đầu của Teria, mà lại bị Coron ngăn lại. Hãy để cô ta sống để trả giá cho tội lỗi này. Cô ta lại nhân sơ hở chạy trốn, nhưng Téria lại chết lặng khi nhìn thấy người cha đã mất, giờ lại sừng sững trước mặt. dã tâm của người con gái khiến người cha này không thể nhắm mắt xuôi tay. Junko nghẹn ngào thấy Akuto lâm trận vì Soga. Có lẽ trong lòng của anh, cô vẫn chưa có chỗ đứng. Dây không thay đổi được suy nghĩ của Akuto. Anh định sử dụng chế độ bào mòn năng lượng của ma vương sát, solo một đấu một như hai thằng đàn ông. Hiroshi và Akuto đối đầu, cầu plasma và chạm tới nguồn năng lượng khác, không thể phân giã chỉ có thể phóng thích toàn bộ năng lượng. Trong lúc cuống quá, Hiroshi mở mùng cầu xin Akuto dừng lại, đáng tiếc không kịp, dây tê liệt. Cuối cùng Akuto cũng hiểu cảm giác của Hiroshi, bọn họ càng hiểu nhau hơn. Yuko ôm thắm thiết siêu nhân của mình, lúc nhớ ra còn có ma vương ở đây, bèn lo lắng buông tay. Akuto quay người rời đi, nhưng bị Hiroshi yêu cầu, rút tà khí ra khỏi người yêu cô. Hóa ra, Thánh sư Hara mới có thể kiểm soát năng lượng trong cô. Nếu Akuto cố xuất chúng ra ngoài, rất có thể tính mạng của Yuko sẽ gặp nguy hiểm. Tình thế dối bời, nam chính cũng chấp nhận việc phải trở thành kẻ thống lĩnh thế giới này. Yamato bế Soga trên tay đi đến nơi hẹn ước. Để đạt được như ý, hắn không nể hà gì, giết chết kẻ nào đến gần hoặc có ý định ngăn cản. Thượng đế cũng không thể cưỡng lại được sức mạnh của bản thể thống nhất. Cho sửa soạn lại nơi đính ước, Soga bỗng dưng xuất hiện, lên tiếng cầu xin Yamato quay đầu là bờ. Đáng tiếc, Yamato thể có trời rằng, bằng mọi giá, sẽ khiến Suga trở thành của riêng mình. Đang hay thì đứt dây đàn, Akuto đến, ban đầu dùng lời nói để thuyết phục Yamato hóa giải hiểu lầm. Sau cùng cũng vì sự cứng đầu của đối phương, Akuto quyết định đấu đến cùng. Yamato sơ sẩy bị nam chính sút ngã, bị phóng một luồng năng lượng lớn làm cơ thể của Yamato làm cạn kiệt sinh lực. Hai người ban nãy bị Yamato chém, giờ lại bò lổ ngổ, yêu cầu ma vương lập tức đính hôn với chủ thể đồng nhất, nhưng bị từ chối. Mục tiêu của anh ta là tiêu diệt thượng đế, lời hứa bảo vệ Soga. Nếu thượng đế muốn mưu hại cô, đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của ma vương. Hiểu ra vấn đề, não đã được thông, hai cô gái nhường lại thế giới cho ma vương và thể đồng nhất. Cả căn cứ bay lên, Akuto vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng là tiêu diệt tận gốc mầm mống của đống hoang tàn này. Triệu hồi rồng Petek hậu sen, thẳng tiến tới căn cứ kia. Soga sợ cậu ta lao đầu vào chỗ chết, cũng bay theo âm thầm bảo vệ. Vào đến hang cọp, thì phải chấp nhận ở gần cái chết. Aku Tố và rồng bị tấn công không ngớt, vẫn tiến sâu vào nơi quyền lực của thượng đế. Chỉ cần một sợi cáp nối vào mình rồng bị cắt đứt thì mọi chuyện coi như hỏng. Đối thủ vừa mạnh vừa đông, mà vết thương của Petek hậu sen lúc đầu với Hắc Hưng lại tái phát. Nó khuyên chủ nhân hãy phá bỏ bốc màng khống chế năng lượng quanh mình để tập trung sức mạnh chống lại bão chúng. Đối thủ cũ 19110 mở ra hố đen không gian và thời gian. Rồng khuyên chủ nhân phóng thích nguồn năng lượng tột đỉnh của mình. Nếu thành công, sức mạnh đó đủ để phá tan chiều không gian này hết đường lui nam chính bắt đầu hành động dòng ptech hậu sen tặng soga một cái răng của mình làm kỷ vật để cô rời đi cho an toàn thế nhưng cô gái sống chết với tình yêu của đời mình ôm chặt akuto lúc mở mắt ra đã thấy một bản ngã khác của mình tại đây nhân cách kia mong muốn bù đắp cho trái tim đầy tổn thương của yamato đồng thời cũng muốn akuto sẽ có một cuộc đời mới được sống đúng ý mình junko tìm được soga và akuto biết anh đã tiêu diệt được thánh sư Hara. Lúc này, Hiroshi và Yuko cũng đến, vết tà khí trên cổ của Yuko biến mất. Cô bé lại lành lót nhí nhảnh, bắt đền anh dễ dám làm chị mình khóc, nên giờ phải nhanh chóng bù đắp. Etu và Jigi cũng xuất hiện chung vui, còn Suga kêu đói bay đi tìm đồ ăn. Vậy là cuộc chiến chính thức kết thúc, những khoảnh khắc giản dị đời thường càng khiến người ta biết chân quý hơn. Các bạn cảm nhận ra sao về bộ anime này? Đừng quên để lại dưới phần bình luận để cùng nhau chia sẻ nếu thấy hay hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, like cũng như xe video các bạn nhé. tới đây thời lượng đã hết. xin chào và hẹn gặp lại. bye bye.